Bác có bán sách hóa khỉ khổng lồ không? Hả? Hóa khỉ khổng lồ ấy. Nếu anh em đang cần mua đính ngọc rồng đủ 10 server, uy tín, giá rẻ và chất lượng thì anh em hãy truy cập ngay vào acc247.vn. Shop hiện tại đang có một kho nick tầm trung, giá cực kỳ là rẻ cho anh em tha hồ lựa chọn nhé. Ngoài ra, shop thì còn có thêm cả nick sơ sinh và nick nguyên danh trại, và dưới này rất là nhiều dịch vụ hay cho anh em. Anh em ơi, hiện tại shop vinminh.com đã nâng giá vàng cho anh em lên là x7 đủ 10 server, bán ngọc cũng là x7 luôn. Đặc biệt có bán bộ ngọc rồng 1 sao giao dịch hoàn toàn tự động. Shop mình vẫn còn chương trình khuyến mại là 50k trở lên anh em sẽ có cơ hội nhận 2 tỷ vàng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt shop đang còn chương trình khuyến mại mua nick được khuyến mại thêm vàng cho anh em, là tuyệt vời luôn. Dưới này thì shop mình có cực kỳ là nhiều các dân đun cho anh em nhé. Hiện tại có cả bán đồ 7 sao chỉ vì giá 50k này, kho link đồng giá 50k này. Dưới này thì có cả đồ top và rất... Chào anh em, mình lại chốt giveaway cho anh em trong clip mới nhất trên kênh của Vi Minh nha. Anh em nào được quà thì cứ liên hệ cho mình nha. À đúng rồi, mình vẫn đang hỗ trợ nhập link nhập vàng cho anh em, giá tốt anh em cần liên hệ Zalo dưới phần mô tả nha. Rồi mình xin chúc mừng bạn Hồng Ân nha, liên hệ Zalo mình trao quà cho bạn nha. Hello, xin chào anh em, chào anh em đã quay trở lại với kênh của Vi Minh. Chúc anh em ngày mới vui vẻ nha. Hiện tại mình đang có mặt ở cái phòng làm việc của mình đây. Hôm nay thì mình nghĩ rằng cái ý tưởng nó khá là hay. Phải nói là ý tưởng này chưa ai làm và mình muốn làm cái clip này. Đấy, ý tưởng này sẽ là kiểu tối qua mình có xem top top. Mình thấy là có mấy cái ông, ôi, có sói hát queen này. Trời, làm thử quả phí ông giáo nào, xem có được không ta. Đấy, ok, thần tài đến. Thần tài gõ cửa thì phải làm sao? Vứt ra chứ còn gì nữa. Ok, đấy, hôm nay mình có một cái quả ý tưởng là mình sẽ gọi là thế nào nhở? Được sao Valet rồi. Mình sẽ gọi là ra quán bán sách. Đấy, mình sẽ hỏi các cô bán sách và là cô ơi, cô có bán gọi là ví dụ như trái đất sẽ là sách Dragon không, hay là sách chiêu hồn, hay là sách Atomic, hay là sách chói. Đấy, cho cháu mua 6 quyển. Để xem người ta có gọi là có bán không nhá. Đấy, gọi là theo kiểu chơi game quá 180 phút đi anh em ạ. Chắc là clip này sẽ hay và thú vị thì anh em chú ý đó xem nhá, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Anh em xem clip của mình thấy hay thì tiếp một like và đăng ký ủng hộ mình nhá. Nhớ comment ý tưởng nếu anh em mình muốn mình làm nhá. Thật sự là YouTube hiện tại bây giờ về game of Zone Online chỉ có mình mới có những ý tưởng mới và hay hấp dẫn kèm theo những cái vlog cho anh em xem thôi. Và hiện tại anh em chỉ làm về game thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với clip ngày hôm nay nhá. A few moments later. Bác ơi, mình có bán sách không bác? Mình có bán sách không bác? Sách ấy. Bác có bán sách hóa khỉ khổng lồ không? Hóa khỉ khổng lồ ấy. Tưởng có cho mua 6 quyển ạ. Không có ạ? Cái tên là gì? Sách hóa khỉ khổng lồ. Không có ạ? Vâng, cháu cảm ơn ạ. Ủa, mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Ôi, không có mọi người à, sách khóa thì khổng lồ không có. Thế này phải tìm chỗ khác rồi.
Em chào anh. Em muốn mua sách ấy. Đúng. Mình có cái sách The Dragon không anh? The Dragon là sách gì vậy? Đấy thằng bạn em nó bảo mua sách The Dragon. Cháu muốn mua sách The Dragon cậu. Phá phách. Em hỏi cái nó là cái loại gì? Đấy con thử nhìn xem cái chỗ này có cái nào khó không? Sách The Dragon. Thích thích giác này. Chữ lập phương và lát cả. Vì sao không đánh lộn? Quá nhỉ. Có không cô? Cái sách đấy. Cái đấy mắc còn chưa biết đấy. Để cháu cứ xem ở đây xem có thì cháu lấy. Thế à? Cái đấy để nó học cho trẻ con ạ, như thế nào? Vâng, nó bảo cái cuốn ấy nó chuyện rào ấy. Chuyện gì đây này, chắc các loại chuyện đây, đây. Thế chắc là nó ở trong, nằm ở trong, tại vì là một cái ấy này là người ta phải bán cả cái này này, cái này là có bao nhiêu quyển chứ không phải một quyển đâu. Đấy, đấy. Nó bảo tiếng Anh cơ. Sách The Dragon. Nó nếu mà có mua tận 6 quyển. Chắc là không có. Em cảm ơn nhá. Cháu cảm ơn bà nhá. Thôi, trời. Cháu tìm cách quay tối. Được. Kèn. Bác mình bán sách không bác? Mình có sách Kaio Ken không? Có à? Có, sách tiếng Nhật. Không có à? Không. Thế còn sách có ác khỉ khổng lồ sao? Không có luôn. Trời ơi, cảm ơn nhất. Không có nhỉ? Sách có ác khỉ khổng lồ. Không có, trời ơi.